Kính thưa quý cô bác, anh chị và các bạn, mình đang đứng ở đường Trần Hưng Đạo, ngay vòng xoay lớn, giáp với các con đường như là đường Trần Hưng Đạo, đường Hùng Vương, đường Phạm Hồng Thái và cuối cùng là đường Khe Xanh. Đường Khe Xanh là đường dẫn về đèo Mimosa đó quý vị. Thưa quý vị, lâu nay quý vị cũng đã nghe nhiều thông tin đưa tin một khách sạn lớn nhất, đó là khách sạn Medvele, tọa lạc tại số 1 Hùng Vương, thành phố Đà Lạt. Hôm nay mình mời quý vị dạo một vòng ngắm một khách sạn được cho là lớn nhất hiện nay ở Đà Lạt, đó là khách sạn Medvele. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, khách sạn Medvele có cái diện tích rất là lớn, với diện tích lên đến là 35.000 m², được bao phủ bởi lối kiến trúc tân cổ điển phù hợp với không gian của thành phố Đà Lạt. Khách sạn Medvele được tọa lạc ngay ở cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố Đà Lạt, số 1 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt. Đây là khách sạn đạt chuẩn 5 sao, có công suất phòng lớn nhất tại Đà Lạt, với công suất lên đến là gần là tầm khoảng là từ 400 đến là 450 phòng, được trang bị hiện đại và nội thất cao cấp sang trọng, hứa hẹn mang đến cho quý vị một sự nghỉ mát, nghỉ dưỡng xứng tầm cho bao nhiêu khách lưu trú trong và ngoài nước đó quý vị. Thưa quý vị, khách sạn Medvele, nơi hội tụ của vị trí rất là đẹp, thật sự là một nơi mà đẹp nhất trong những trong thành phố của chúng ta, một không gian quá sang trọng và dịch vụ thì trọn gói rất là cao cấp đó quý vị. Thưa quý vị, sở hữu là hơn 35.000 m² dành cho các sự kiện, ví dụ như là cưới và triển lãm trong nhà này. Medvele Hotel có hai đại sảnh lớn và các sảnh từ vừa đến nhỏ, có khả năng là phục vụ từ 3 đến 1.500 khách cùng một lúc đó quý vị. Đặc biệt, toàn bộ khách sạn tiệc đều được trang bị hệ thống vách ngăn di động cách âm cùng nhiều tiện ích về âm thanh này, ánh sáng và trình chiếu hình ảnh, giúp tùy biến diện tích không gian phù hợp với quy mô của nhiều sự kiện, phục vụ cho người dân và phục vụ khách khi đến với xứ sở ngàn hoa. Ở đây có một cái đội ngũ nhân viên rất là chuyên nghiệp cùng dịch vụ chuẩn 5 sao, tận tâm và sáng tạo. Medvele Đà Lạt Hotel thật là xứng tầm trở thành nơi ghi dấu cho những ngày cưới sang trọng và các sự kiện đẳng cấp quy mô của trong nước và quốc tế đó quý vị, thật sự là một đẳng cấp. Thưa quý vị, Medvele thật là toàn diện, nhìn từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Họ nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm tốt nhất. Khách sạn còn đầu tư các hoạt động như là thư giãn phù hợp với rất là nhiều lứa tuổi của các thành viên trong gia đình, như là hồ bơi này, nước ấm, khu vui chơi trẻ em, rồi khu spa, vân vân, đáp ứng xu hướng chăm sóc sức khỏe và rèn luyện thể thao này. Khách sạn sẽ sớm cho ra mắt mô hình chăm sóc sức khỏe và xông hơi chuẩn theo Hàn Quốc nữa các bạn ạ. Đó, rất là hay. Và còn có là khu sân golf màn hình 3D công nghệ cao, sống động cùng với cà phê sân vườn lãng mạn, sẽ là vào đầu năm 2024 đó quý vị. Thật sự ở đây các quý vị thấy ở đây là một không gian, nó nằm giữa một cái trung tâm như là đường Trần Hưng Đạo này, rồi đường Phạm Hồng Thái này, đường Khe Xanh, cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt. Như vậy là coi như bây giờ người ta vẫn còn đang đi đường Khe Xanh, đường Mimosa đó quý vị. Cho nên khi mà đặt bước chân đầu tiên đến là đập vào mắt ngay quý vị và khán giả là một cái khách sạn tầm cỡ của siêu khủng luôn quý vị. Thật sự là mình dùng cái từ siêu khủng nó cũng xứng đáng. Đó quý vị thấy xe cộ tấp nập ở đây, một cái khách sạn nằm ngay đường cửa ngõ vào thành phố, siêu khủng, thật sự mình cũng ngỡ ngàng, choáng ngợp về đêm đó quý vị. Xin mời quý vị theo chân mình tiếp tục để thăm khách sạn Medvele, một khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế và to lớn nhất thành phố Đà Lạt, siêu khủng luôn quý vị, thật sự là siêu khủng luôn.
Xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng mình tham quan khách sạn Medville về đêm. Thật sự nhìn khách sạn về đêm thật là lung linh, quá lớn quá cả. Một khách sạn tầm cỡ siêu khủng, thật sự là đạt chuẩn 5 sao luôn quý vị. Rất đẹp. Đây là cái đài phun nước theo nhạc đó quý vị, nhạc nước rất đẹp quý vị. Nằm ngay cửa ngõ thành phố Đà Lạt. Thật sự khách sạn Medville là một khách sạn coi như là vô cùng tất cả các tiện ích đều cao cấp quý vị. Thật sự cao cấp, là khách sạn 5 sao lớn nhất tại thành phố Đà Lạt. Medville sở hữu các cái tiện ích cao cấp hàng đầu như là hồ bơi này, nước ấm, gôn 3D phù hợp, gym, Zipan, sông hơi, spa Hàn Quốc, dịch vụ hội nghị và tổ chức sự kiện, phòng tập thể hình này, khu trò chơi và giải trí dành cho gia đình và các cháu này, rất rất nhiều. Ví dụ như là hồ bơi nước ấm tọa lạc tại tầng 9 khách sạn với diện tích hơn 160 m², cùng hệ thống nước ấm phù hợp với khí hậu vùng cao. Hồ bơi nước ấm mang đến những trải nghiệm chỉnh chu đẳng cấp dành cho quý du khách khi lưu trú ở đây, rất là đặc biệt quý vị. Thật sự khi nghe người ta giới thiệu là mình đã choáng ngợp rồi quý vị. Rồi lại có thêm cái phòng gôn 3D mô hình phỏng theo thực tế mang đến trải nghiệm như thật cho các tay gôn, đáp ứng nhu cầu giải trí thư giãn cho du khách có đam mê với toàn bộ thể thao quý tộc này. Vị trí tầng D1, thời gian hoạt động là 8 giờ đến 20 giờ. Rồi khu phức hợp gym Zipan với diện tích là hơn 2.000 m², sức chứa lên đến 100 khách cùng thời điểm đó quý vị, với đầy đủ các phòng chức năng theo nguyên bản dịch vụ Hàn Quốc. Medville Gym Zipan tự hào là khu phức hợp sông hơi chuẩn Hàn Quốc đầu tiên trong chuỗi các khách sạn tại thành phố Đà Lạt đó quý vị. Đây là một cái tổ hợp, gần như một tổ hợp sông hơi của Hàn Quốc các quý vị. Thật sự là đẳng cấp mà lớn nhất trong thành phố Đà Lạt. Lần đầu tiên là lớn nhất trong thành phố Đà Lạt của chúng ta. Rồi lại thêm một cái dịch vụ spa xua tan mệt mỏi sau một chuyến đi di chuyển dài, làm cho quý khán giả giảm bớt cái sự căng thẳng đó. Hay thật quý vị. Trong văn văn rất là nhiều. Thật sự ở cái khách sạn này nhiều cái dịch vụ quá. Mình chỉ đơn cử là cho quý khán giả các bạn biết một vài điểm như vậy, chứ còn thật ra nó nhiều quá mình cũng không biết hết luôn á quý vị. Rồi một cái dịch vụ nữa là hội nghị sự kiện, đám cưới, tiệc cưới, sự kiện, nói chung là tất cả các cái sự kiện. Thì với ba sảnh ở đây, nó có cái ba sảnh đấy quý vị, sự kiện chứa lên đến là 1.000 khách luôn, trang bị hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại trong không gian thiết kế sang trọng, trang nhã phù hợp với tất cả các loại sự kiện. Đó. Rồi lại có phòng tập thể hình nữa các bạn này. Rồi khu vui chơi giải trí dành cho gia đình này, phù hợp vui chơi giải trí thư giãn dành cho các du khách lưu trú nghỉ dưỡng tại khách sạn mà nghỉ dưỡng lâu ngày đó quý vị. Ví dụ như lâu ngày thì ví dụ từ 3 ngày trở lên cũng là lâu ngày rồi quý vị. Khu vui chơi trẻ em, nhà làm banh, liều nhảy, rồi nói chung vân vân rất là nhiều. Rồi khu trải nghiệm không gian 3D đầy thú vị, rồi phòng cao kê vân vân rất là nhiều. Và trong đó là lại thêm là có một cái nhà hàng ẩm thực nữa quý vị. Thật sự là ở đây là một khu tổng hợp với luôn một cái khách sạn tầm cỡ siêu khủng, không thiếu một món nào ấy quý vị. Thật sự là không thiếu một món nào ấy. Trời ơi, quá sức tưởng tượng rồi. Còn về phòng khách ấy, thì rất là nhiều loại phòng, có kể cả có phòng tổng thống nữa luôn quý vị. Có kể cả phòng tổng thống luôn, rồi quầy bar, quầy rượu, tất cả vân vân, không thiếu một món nào. Quá tuyệt vời luôn. Thật sự mình cũng choáng ngợp. Đi về đêm chiếu mình review cho quý vị sơ qua thôi, còn không thể nổi. Và đây là mình đang đi đứng ở ngoài đó quý vị, mình đứng ở ngoài để mình review cho quý vị dòm thấy là cái tổng thể ở mặt ở ngoài rất là đẹp quý vị. Thật sự là một không gian rộng vô cùng. Cái bề mặt của khách sạn Medville này
họ bề thế rộng, rất rộng. Cái chiều dài của cái mặt tiền cũng cỡ khoảng là mấy trăm mét đó quý vị. À, chiều dài đó, theo mình nghĩ là chiều dài này chắc cỡ khoảng là trên dưới gần 200 mét đó quý vị. Một cái chiều dài cỡ khoảng là 150 mét thì phải, cỡ đó. Wow, quá lớn quý vị, thật sự lớn quá. Và đây là mình đang đi ở trước cái không gian hoa của khách sạn Medbele Đà Lạt đó quý vị. Một cái không gian hoa cũng lớn đó quý vị. Họ trang trí thì thật là đẳng cấp rồi. Trang trí rất đẳng cấp, trang trí rất đẹp quý vị. Không gian ánh sáng ở ngoài thì mình thấy là rất tuyệt vời. Họ trang trí đầy đủ âm thanh ánh sáng. À, đây là cái cổng chính, một cái bảng chính. À, như vậy là coi như là mình sẽ review cho quý vị dùm thấy là một không gian phía trước mặt của khách sạn là đường. Bên này cũng là đường Trần. À xin lỗi, qua bên này đã là đường Hùng Vương rồi quý vị. À, bắt đầu từ đây trở về đi xuống Trà Mát là đường Hùng Vương. Còn bắt đầu qua khỏi Bùng Binh trở lên về trung tâm thành phố Đà Lạt là đường Trần Hưng Đạo đó quý vị. Đây, khách sạn này được tọa lạc ở số 1 đường Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Một khách sạn siêu khủng, tầm cỡ lớn nhất thành phố Đà Lạt với cỡ khoảng là từ 400 đến 450 phòng quý vị, đạt chuẩn 5 sao. Tất cả mọi tiện ích trong này, không thiếu một món nào quý vị, thật sự đọc không hết luôn. Đọc không hết luôn. Và đây, xin mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng theo chân mình để vào xem cái đại sảnh của một cái khách sạn mà tầm cỡ nhất thành phố Đà Lạt. Đó là khách sạn Medbele. Ở ngoài người ta trồng những cái cây bonsai theo kiểu Nhật quý vị, rất là độc đáo nha. Thật sự là giá trị vô cùng. Những cái bonsai này rất đẹp quý vị, thật sự. Đây là những cái bonsai, cây tùng, cây thông. Đó, một cái không gian đường vô và đường ra đẹp quá quý vị, thật sự ngỡ ngàng luôn, choáng ngợp. Nó như một cái thành phố, thật sự nó lớn quá, mình cứ nghĩ như là một cái thành phố quý vị. Một thành phố ở Pháp, ở châu Âu, ở Bỉ, ở Đức, lọt thủng ngay giữa thành không gian của chúng ta, đó là thành phố Đà Lạt. Thật sự lúc to lớn quá. Ở đây thì khách đông lắm quý vị, mình thấy là khách Hàn Quốc cũng rất là đông. Đó, khách sau khi coi như là bây giờ hình như là khách đi chơi, đi ăn uống xung quanh đây thì tiện ích ngay chỗ này, quá nhiều quán xá. Thật sự là ở bên trái của chúng ta là một cái nhà hàng Hàn Quốc làm ăn đang phát đạt vô cùng luôn quý vị. Thật sự người Hàn Quốc họ nhạy bén quá, họ đưa nhân viên của họ qua bên này, rồi họ thuê nhà, thuê đất, rồi họ xin giấy phép, rồi mở khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ kế trong thành phố Đà Lạt. Hiện giờ là kế cái khách sạn này lại có cái nhà hàng của Hàn Quốc cũng rất là đông. Và đây, xin mời quý cô bác, anh chị và các bạn theo chân mình để vào thăm một cái đại sảnh, nơi mà tiếp khách mặt tiền rộng thoáng, mênh mông. Thật sự một con người nhỏ bé như mình đứng vô đây thấy nó rất là nhỏ luôn, lọt thủm luôn các bạn. Đó, mình review rất là nhẹ cho quý vị xem cái đại sảnh của một cái khách sạn nó rộng cỡ nào. Nơi đây là chắc chắn là một cái khách sạn mà để dành riêng cho tất cả các cấp, từ là khách sang trọng nước ngoài, rồi các nước, rồi các hội lễ sự kiện trong và ngoài nước chắc chắn sẽ về đây rất là nhiều đó quý vị. À, mình đã review xong rồi quý vị. À, mình review xong rồi. Ơi, bây giờ mình đi ra mình ngắm hoa. À, ra ngắm hoa. Mình thấy xe cộ, ví dụ như xe cây mình, xe 50 chỗ đó quý vị, đậu vô đây cũng lọt thủm luôn à. Tại vì cái không gian nó quá rộng mà. Trước mặt đây là
họ trồng một cái một dãy hoa này. Hoa này là hoa cái hoa gì mình quên ra, hoa rất là đẹp, bạch tuyết cầu, đúng rồi, hoa hoa bạch tuyết cầu đó. Rồi sau đây mình mời quý cô bác anh chị và các bạn theo chân mình để ra ngay chỗ cái hồ nhạc. Đây là nhạc nước quý vị, nhạc nước hay lắm, nhưng mà mình sợ vi phạm bản quyền cho nên mình tắt nhạc nước quý vị. Quý vị thông cảm cho. Nhạc hay lắm, họ mở nhạc rất là tuyệt vời quý vị, thật sự. Tất cả nước ở đây là theo điệu điệu âm thanh của nhạc, và ánh sáng nước và ánh sáng là điệu theo điệu của nhạc đó quý vị, hay lắm, tuyệt vời luôn. Nhạc lên sóng bao nhiêu thì nước lên bấy nhiêu, và hạ xuống như thế nào thì quý vị là nhạc đi theo, nước phải đi theo nhạc đó quý vị, nước đi theo nhạc, rất là tuyệt vời. Họ pha màu ở đây cũng phải một không gian quá đẹp, không thể chê vào đâu được. Đúng là Đà Lạt phải có một cái khách sạn xứng tầm như vậy, đáp ứng mọi nhu cầu của tất cả các loại khách, từ khách sang trọng trong nước đến khách sang trọng nước ngoài, và đến cả tất cả các cái nguyên thủ quốc gia đều ở đây, được có phòng tổng thống luôn quý vị. Thật sự khi mình hãy nhìn giới thiệu có phòng tổng thống luôn quý vị, đầy đủ, không thiếu một món nào. Thật sự là mình cũng review sơ qua một ít thôi chứ không có nắm rõ hết được. Ở trong ở đây thì lực lượng an ninh là vòng trong vòng ngoài, xin thưa với quý vị là lực lượng an ninh là vòng trong vòng ngoài, hệ thống toàn bộ đặc biệt là mắt thần điện tử hay cảm ứng, xài bằng mắt thần điện tử và cảm ứng điện tử hết, xài bằng thẻ hết quý vị, tất cả đều xài bằng thẻ hết. Khách vô ra, xe vô ra đều có sự giám sát, camera thì chuyện bình thường lắm rồi, đều có sự giám sát của lực lượng an ninh mà khách sạn người ta đã thuê và bố trí, thuê và bố trí đó quý vị. Đó, quý vị thấy một nhạc nước quá đẹp luôn, thật sự họ chuyển màu á. Ở đây các em nhỏ, mình nói gì các em nhỏ, tất cả những bạn nữ mà các bạn trẻ rồi kể cả đến người lớn cũng đắm say luôn những cái loại khúc nhạc rất hay quý vị, thật tuyệt vời luôn, hay lắm. Video đến đây cũng xin kết thúc. Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chúc quý cô bác anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, bình an và thật nhiều hạnh phúc. Quý cô bác anh chị yêu quý kênh Đà Lạt Bình Yên, xin để lại một like và bấm đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn. Chúc quý cô bác anh chị và các bạn một đêm ngon nhất.